Xin cảm ơn quý vị đã đón xem phần tiếp nối của chương trình Bản tin Hoa Thị Đốn. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự đêm thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân giáo xứ Mỹ Yên và các nhà tranh đấu dân chủ trong nước. Kính chào quý khán giả của đài SPTN, quý chị, quý niên trưởng, quý thân hữu và đại gia đình quân đội. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại Trung tâm Thương mại Eden để làm hiệp thông và chống lại sự đàn áp của Việt Cộng tại giáo xứ Mỹ Yên. Và sau đây xin mời quý khán giả theo dõi chương trình của chúng tôi. Với những biến chuyển đáng kể đã xảy ra trong nước cho giáo xứ Mỹ Yên từ đầu tháng 9 năm 2013, cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia đã tổ chức đêm thắp nến vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Sáu 18 tháng 10 2013 tại Trung tâm Thương mại Eden. Tôi thấy rằng cái sự hiện diện của các đồng hương chúng ta ngày hôm nay tại đây nó có một ý nghĩa rất lớn cho trong nước, thấy rằng là tất cả những cuộc đàn áp giáo dân của giáo xứ Mỹ Yên đã được hải ngoại nhìn thấy, và chúng tôi có đêm làm lễ cầu nguyện trong cái đêm thắp nến tối nay, và mong rằng là những cái lời mà cầu nguyện của chúng tôi hôm nay cũng như là cái việc làm của chúng tôi hôm nay sẽ thật sự cho thế giới nhìn thấy rõ và đem ra lại tất cả những cái gì mà cái người dân trong nước chúng ta đấu tranh đó, được thực hiện và được thành tựu, có kết quả mỹ mãn. Chúng tôi mong rằng là những cuộc đấu tranh hiện bây giờ ở tại vùng này cũng như là những cái nơi khác mà đang xảy ra sẽ xảy ra, cũng như là vào cái ngày mai là ngày thứ Bảy sẽ có một cuộc biểu tình rất lớn ở tại Hà Nội cũng như là ở tại các nơi khác ở trong nước. Tôi mong rằng là đó là những cái việc làm mà chúng ta đẩy Cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái đất nước hoàn toàn tự do mà tất cả mọi người dân có những quyền căn bản mà họ được trọn quyền sử dụng. Người Việt ở khắp nơi, trong và ngoài nước, xôn xao, phẫn nộ trước việc chính quyền Việt Nam đã bất công sử dụng quân đội, bạo quyền cùng vũ khí tấn công giáo dân thuộc giáo xứ Mỹ Yên ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ An. Đêm thắp nến để cùng cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên cùng các nạn nhân và các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền được bình yên, chóng thoát khỏi sự trấn áp, bức bách, cầu cho đất nước sớm có một nền công lý và hòa bình đích thực. Trong đêm thắp nến tại Trung tâm Thương mại Eden, ngoài số đông đồng hương đến tham dự buổi sinh hoạt này, còn có sự hiện diện của các đại diện hội đoàn, đoàn thể cùng các vị lãnh đạo các tôn giáo. Đêm thắp nến cầu nguyện cho Mỹ Yên và cho tất cả các nhà đấu tranh nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi và giáo xứ tham dự đêm thắp nến này để nói lên một sự hiệp thông, sự liên đới. Liên đới như là người tín hữu của Chúa, liên đới như là người Việt Nam, liên đới như là một người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho các nạn nhân, cho các nhà đấu tranh, cũng như cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng như nhà lãnh đạo Việt Nam để biết điều hành đất nước theo đúng những gì mà quyền con người xác định. Thì chúng tôi mong rằng qua sự cầu nguyện cũng như qua sự liên đới bằng tất cả những gì có thể, thì chúng tôi tin rằng tất cả các nạn nhân sẽ được bình an, được những cái điều tốt đẹp nhất, và các nhà lãnh đạo cũng thể hiện cái tấm lòng của mình để phục vụ nhân dân được độc lập, tự do, hạnh phúc. Chúng tôi cũng mong rằng mỗi tôn giáo sống đúng cái sứ vụ tôn giáo của mình. Tôn giáo để mang lại cho con người bình an, hạnh phúc, thì chúng tôi cũng kêu mời tất cả các tôn giáo bạn chúng ta cùng liên kết với nhau để chúng ta nói lên cái tiếng nói của lương tâm, nói lên việc
đòi hỏi quyền làm người, làm sao đúng như những gì mà các nhà lãnh đạo đã xác định: độc lập, tự do, hạnh phúc. Hôm nay là ngày anh em chúng tôi toàn thể các tôn giáo về đây tập trung để cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên vì sự đàn áp của Việt Cộng trong nước. Chúng tôi đến đây để chung lòng cầu nguyện để cho đồng bào và dân tộc chúng ta thoát cách Cộng sản sớm, và mong rằng Cộng sản đã biết cái tội lỗi của nó mà để quay về với dân tộc thì đất nước ta mới phát triển được. Chúng tôi cũng kêu gọi tinh thần tất cả các tôn giáo trong nước, không phân biệt tôn giáo nào, phải có một tinh thần vì dân tộc, phải đứng lên đòi hỏi chủ quyền và tự do dân tộc cho đất nước Việt Nam nên mới sớm được thịnh hành. Chứ còn như thế này thì ngài còn đi xuống là chúng ta sẽ leo tục hẳn vào tàu và chúng ta mất nước rồi. Chúng tôi cũng nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho tất cả các tôn giáo được sinh hoạt một cách đầy đủ, và tất cả mọi người dân trong nước được tự do, có đầy đủ tất cả quyền tự do và đầy đủ tất cả các quyền lợi của người dân trong nước, không bị bất cứ cái gì mà làm cho tổn thương cái quyền lợi của họ và làm tổn thương cái quyền tự do, quyền làm người, nhân quyền và dân quyền. Tôi và phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo đến tham dự là chúng tôi rất là cảm xúc khi được tin rằng tất cả những cái cộng đồng ở vùng Washington DC trở về đây để làm một cái đêm thắp nến hiệp thông để chia sẻ và cầu nguyện cho những cái người hoạn nạn ở tại Việt Nam, như điển hình là như tại Hưng Yên và tất cả những cái giáo phận ở Hà Nội. Mà tôi cho rằng cái sự nhất tâm của tất cả những anh em để nó làm cho cái chế độ Cộng sản sẽ bị thụt lùi lại, bớt đi những cái chính sách hà khắc đối với dân tộc Việt Nam. Vì lý do đó mà hôm nay tôi nghĩ rằng đồng bào tại đây về quần tụ đông đảo là muốn nói lên cái tinh thần cho người Cộng sản biết rằng tất cả nhân dân Việt Nam đồng hợp tâm, luôn luôn lúc nào cũng muốn cái nhân quyền và dân chủ, nhất là tự do tôn giáo, được tôn trọng tại đất nước, tại quê nhà của chúng ta. Đêm thắp nến để cùng cầu nguyện là một thông điệp mong rằng những người bị cầm tù trong nước vì tự do dân chủ cũng như gia đình của họ không cảm thấy cô đơn. Vì những người Việt hải ngoại yêu chuộng tự do sẽ đồng hành với họ. Và xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay.